Good morning quý vị, hãy công minh đang có mặt ở đường Quang Trung Gò Vấp hướng về xa lộ Đại Hàng. Sáng ngày ba tháng 9, bên tay trái là nhà thờ Xóm Thuốc, cái gì giáo xứ Xóm Thuốc nè. Đây là sáng thứ bảy ở Sài Gòn, trời đang chuyển mưa, cái gì nhiệt độ giờ khoảng 29 độ C. Đường Quang Trung này, đoạn này thuộc phường 10, quận Gò Vấp. À, dạ dạ, cảm ơn. Dạ. À, chú Bù Lít dặn là cất điện thoại, nghe nó dịch. Là đường Thống Nhất đây vậy, vô chùa Nghệ Sĩ quẹo đường này nữa vậy, quẹo bên phải đó. Đây là chùa Quỳnh Kim. Bệnh viện Đa Khoa Gò Vấp cái gì. Kế đó có siêu thị của Mát đó. Những nhà thờ lớn đẹp ở Gò Vấp nè, được phải là đường Lê Văn Thọ đó. Đường số 18.
chuyển mưa, sắp mưa cái gì kệ quay, khi nào mưa sớm cái gì ha, không cả. Hôm nay gần cuối tháng 9 mà trời Sài Gòn vẫn còn mưa. Cái thời tiết bây giờ thất thường cái gì ha. Bữa nay bánh trung thu đã là mua một tặng một rồi đó. Wow, mưa càng ngày càng nặng hạt cái gì ha. Ráng ít phút nữa. Đây, cắt ngang đây là đường bên trái là đường Phan Huy Ích, phải là đường Phạm Văn Chiêu. Rồi, qua đây là phường Đông Hương Thịnh, quận 12, tạm biệt Gò Vấp. Khi qua cái cầu chợ cầu gì ha. Đây là đường Tô Ký. Ngày xưa đây thuộc Hóc Môn đó kìa. Không phải là đường Nguyễn Văn Quá.